Xin chào anh em là Tú. Hôm nay là mùng 1 tháng 4, là một tháng mới, và cũng rất trùng hợp khi mà ngày hôm nay cũng là mùng 1 tháng 3 âm lịch. Thì lần đầu tiên em Tú xin gửi lời chúc đến tất toàn thể anh em có một tháng mới công việc thuận lợi, buôn may bán đắt và nhiều sức khỏe anh em nhé. Thì để mở bát đầu tháng mới, em Tú xin phép liên mẫu cho anh em 5 chiếc đồng hồ dây da mà em Tú đang sẵn tại cửa hàng. Thì như anh em thấy đây, chiếc này trong cái khay này của em đang có hai chiếc Long Di này, một chiếc FC à hai chiếc FC và một chiếc Mông Blanc. Và có một điểm chung đó là cả 5 mẫu này đều full box đầy đủ hết mọi thứ đi kèm. Có hai chiếc ở bên này là hai chiếc hàng đã qua sử dụng, và ba chiếc ở bên này thì sẽ là ba chiếc hàng mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từ trái qua phải. Anh em đang ưng mẫu nào thì cứ comment vượt số với em, đó là từ số thứ tự nhá, 1 2 3 4 5, thì em sẽ tư vấn để anh em có thể lựa chọn một chiếc đồng hồ cho anh em ưng ý nhất. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Long Jin. Đây là chiếc Long Jin thuộc dòng Master Connection. Với cái dòng sản phẩm này, anh em sẽ có một cái size nhỏ, đó là size 38.5 mm, và độ dày của chiếc này sẽ rơi khoảng tầm 9 mm anh em nhé. Với cái độ dày và cái size vậy thì anh em cổ tay vừa và nhỏ đeo cực kỳ đẹp. Đây là một mẫu thuộc dòng cao cấp của Long Jin. Thì chúng ta sẽ được trang bị liềng được bọc vàng GC200, cọc số kim cương với hai lịch ngày và lịch thứ. Và anh em sẽ thấy được chiếc đồng hồ của em sẽ có một cái tông màu chủ đạo, đó là màu đen, và sau đó sẽ gắn cọc số kim cương lên trên các cọc số như đây. Ở góc 12 giờ sẽ gắn được hai viên kim cương để tạo điểm nhấn. Đó. Bộ kim sẽ được làm kiểu kim lá liễu và sẽ được cũng sẽ được bọc vàng và bọc vàng hồng rất đẹp như thế này. Mặt số đen kết hợp với vàng hồng thì nó rất nổi bật, tức là hai cái màu này nó tương phản lẫn nhau và nó sẽ làm nổi bật lên cho nhau. Bình thường các anh em hay nhìn mặt đen đi với vàng hồng, vàng vàng nó rất nổi, và chiếc này của em thì nó sẽ đi với vàng hồng anh em nhé. Còn đến với phần thân thì anh em sẽ trang bị một cái phần thân thép không gỉ 316L. Phần thân thép này thì được hầu như các hãng sử dụng, và tất cả 5 mẫu này đấy, của em ở đây đều sử dụng thân thép 316 này. Nói chung là cái thân thép 316 nó sử dụng hầu như là tất cả các hãng của Thụy Sĩ đều sử dụng cái thân thép này. Chỉ có một số hãng khác biệt, ví dụ như Rolex thì họ sẽ sử dụng cái thép riêng của họ. Và chiếc đồng này của em thì sẽ có, đó là hai chức năng là hai lịch, thì anh em sẽ chỉnh ở cái lún này. Khi mà anh em vặn tiến lên này thì sẽ là lên có tay, và rút ra một lớp thì chúng ta sẽ chỉnh được lịch thứ và lịch ngày ở chỗ này. Vặn tiến lên thì sẽ chỉnh lịch ngày, vặn ngược lại sẽ chỉnh lịch thứ anh em nhé. Đó, rất dễ dàng thôi. Đây là một mẫu cực kỳ đẹp, và anh em cổ tay em nghĩ là cổ tay tầm dưới 17 là đeo chiếc đồng hồ này cực kỳ đẹp. Đây là một cái mẫu rất sang trọng của Long Jin. Còn bộ dây thì anh em sẽ được trang bị bộ dây cá sấu màu đen, sau đó sẽ được khâu chỉ trắng để tạo điểm nhấn trên cái bộ dây này. Bộ dây của Long Jin thì khỏi bàn rồi anh em ạ, bộ dây cá sấu 100% và rất đẹp và mềm mại như thế này. Em cầm trên tay cảm giác sờ rất xịn sò anh em nhé. Và mặt sau đây chúng ta sẽ có là logo thương hiệu của hãng và các thông số của size dây. Size dây sẽ là size 20 và đầu khóa sẽ là khóa 18 anh em nhé. Đó là cái thông số để anh em có thể ví dụ mà anh em muốn thay đổi, muốn đặt một bộ dây sơ cua thì chúng ta có thể dựa vào thông số 20, 18 để anh em có thể đặt một bộ dây sơ cua. Còn khóa sẽ là khóa bấm chống gập dây của Long Jin. Với phần mặt khóa này thì sẽ được mạ vàng hồng với logo hình thương hiệu của hãng. Khi sử dụng khóa thì anh em sẽ bấm hai bên này ra, đó sẽ mở được khóa. Và để luồn dây qua cái phần khóa này thì anh em đẩy cái phần này nhá, cái phần thép này, đó, cái phần miếng thép này chúng ta sẽ mở ra. Đây em sẽ mở luôn cho anh em. Đó. Sau đó chúng ta sẽ luồn dây vào để anh em đeo dây cực kỳ dễ dàng. Và chúng ta chỉ cần luồn một lần duy nhất thôi, sau đó anh em cứ thế mà đeo, không cần phải tháo khóa gì cả. Còn đây là mặt sau. Thì mặt sau thì anh em sẽ thấy được bộ máy chưa sử dụng, bộ máy L636.5. Đây là một cái bộ máy được Long Jin họ modify trên nền tảng bộ máy ETA 2836-2, là một bộ máy top grade của Thụy Sĩ. Thì với Long Jin thì anh em có thể biết được là Long Jin nó cực kỳ bền bỉ và uy tín. Bộ máy được rất nhiều anh em Việt Nam ưa chuộng và tin dùng. Bộ máy này thì anh em sẽ có, đó là 21 chân kính, tần số rộng là 28.800 và thời gian tích cót đó là 38 tiếng anh em nhé. Size số của chiếc đồng hồ này sẽ rơi vào là cộng trừ 6 đến 8 giây một ngày, rất chuẩn xác anh em ạ.
Một máy long jean thì anh em đeo thoải mái, đeo thậm chí là đeo trong một thời gian dài, khi mà hết bảo hành thì cũng không phải động chạm đến máy đâu, tại vì bộ máy của Longines nó rất bền bỉ. Và chiếc đồng ngoài của em thì sẽ được bảo hành chính hãng tại Longines, đó là 2 năm, và bảo hành sau em là 2 năm. Bộ máy cực kỳ đẹp, với củ vang sẽ được mạ vàng hồng, sau đó sẽ được làm các đường vân đánh Reverse Stripe cũng như là vân phay xước trên cái củ vang này, và ở bên trong bộ máy cũng được hoàn thiện cực kỳ chi tiết anh em nhé. Và ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có dòng sản phẩm The Longines Master Connection với số series ở đây. Độ chống nước sẽ là 30m, dòng sản phẩm là Swiss Made, và anh em để ý ở cái phần bên góc 7 giò nha. Thép không gỉ và GC200. GC200 tức là một cái tiêu chuẩn bọc vàng của Thụy Sĩ, chúng ta có thể hiểu là bọc vàng, tại vì GC200 tức là hãng họ sẽ dùng một cái miếng vàng có trọng lượng 200 micron, sau đó họ sẽ bọc xung quanh cái liềng này. Đó, bọc xung quanh cái liềng lên liềng bọc vàng thì nó không thể bay màu cũng như là không thể xuống màu, tại vì là nó là vàng khối 18K, tức là nó được làm bằng vàng thật 18K, lên cái độ sáng bóng cũng như là độ đẹp của chiếc này nó là quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Chiếc này thì em đang giao lưu với anh em đó là 59 triệu anh em nhé, hàng mới 100%, nguyên siêu, full box, đầy đủ hết mọi thứ đi kèm. Bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em. Đó, cổ tay em có tay 16 đây, đeo lên tay size 38.5 của Longines thì khá là đẹp. Anh em cổ tay dưới 17 và trên 15 đeo chiếc Longines này cực kỳ hợp tay với anh em nhé. Đó. Ok thì em sẽ để ở đây và cùng trên tay cho anh em chiếc thứ hai. À, em sẽ giới thiệu mã của chiếc đồng này. Mã của chiếc đồng này thì sẽ có ở cái tag này L27555592. Đó là cái mã của sản phẩm của chiếc đồng này anh em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Longines thứ hai. Đó là chiếc thuộc dòng Longines Record. Với dòng Record này thì anh em sẽ có một bộ máy đạt chuẩn Trometer. Và em này của em thì sẽ có cái mã đây, mã L28205762 và mã số series đây. Chúng ta vẫn sẽ có là liềng bọc vàng GC200. Với dòng Record thì anh em sẽ có một cái thiết kế khá là càng dài và khá là độ mỏng cực kỳ cao, mặt kính sapphire cong. Và em này sử dụng bộ máy L888.4 là một bộ máy mới của Longines và sẽ đạt chuẩn Trometer. Em này của em thì sẽ có size 38.5mm và độ dày sẽ rơi khoảng tầm 9mm anh em nhé, tính cả mặt kính cong. Nếu mà để mà so sánh thì anh em có thể thấy hai chiếc đồng này có cùng size 38.5, nhưng mà cái chiếc Record này càng sẽ dài hơn. Đó, càng dài hơn đúng không anh em? Anh em có thể thấy thì càng dài hơn thì anh em tay to thì cũng có thể đeo dễ dàng hơn rất là nhiều. Anh em tay nhỏ đeo cũng ok, mà tay to thì đeo cũng ok. Mặt số chiếc này sử dụng sẽ là mặt số trải tia mà có màu trắng bạc. Mặt trải tia này thì anh em có thể thấy khi mà chúng ta nghiêng qua từng góc độ này thì cái mặt trải tia này nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng rất tuyệt vời khi mà anh em nghiêng nhìn qua từng góc độ của chiếc đồng hồ. Nó kết hợp với mặt kính sapphire cong nữa lên cái phần mặt số này nó lại càng huyền ảo hơn. Cọc số sẽ được mix giữa cọc số vạch và cọc số Arabic để tăng cái vẻ đẹp cũng như vẻ cổ điển của chiếc đồng này. Ô lịch ở góc 3 giờ với nền background màu trắng chữ đen, và bộ kim sẽ được làm kiểu kim kiếm, dòng chữ Longines và logo hình thương hiệu hình đồng hồ cát có cánh ở góc 12 giờ. Còn bên dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Automatic và dòng chữ Chronometer. Chronometer là một cái chứng nhận của một bên thứ ba của Thụy Sĩ. Cái bên này tức là anh em có thể thấy tất rất nhiều các mẫu của các thương hiệu lớn đều có cái chứng nhận Chronometer này. Tức là một bộ máy sẽ phải trải qua tất cả những cái điều kiện môi trường khắc nghiệt khác nhau, và sai số của bộ máy nó sẽ phải đạt chuẩn, đó là cộng trừ 4 đến 6 giây một ngày thì mới được cấp cái chứng nhận này anh em nhé. Những chiếc đồng hồ nào mà không có dòng chữ Chronometer này thì sai số nó sẽ cao hơn, còn những chiếc có Chronometer thì độ chuẩn xác lúc nào nó cũng chuẩn xác hơn. Phần liềng cũng sẽ được bọc vàng GC200. Phần liềng này thì sẽ được bọc vàng bốn mặt lên, anh em nhìn nó không khác gì liềng vàng khối cả. Và bên tay phải của em sẽ có phần lúm chưa này. Lúm của dòng Record này thì sẽ được làm kiểu lúm to và nó ôm sát với phần thân. Bộ máy này sẽ là bộ máy 3 kim 1 lịch, thì anh em cứ
lúc là một lớp xe chỉnh lịch, lúc là lớp thứ hai xe chỉnh giờ, và lún trong tình trạng đóng như thế này thì sẽ lên được có tay. Đó, phần thân bên dưới này sẽ là thân thép 316L, bên cạnh sẽ được đánh phay xước, mặt trên càng sẽ được đánh bóng. Đó. Và còn bộ dây thì anh em sẽ được trang bị một bộ dây da cá sấu màu nâu đen. Bộ dây này quá đẹp luôn anh em ạ. Bộ dây nói chung là các mẫu cao cấp của Longines thì được trang bị bộ dây cực kỳ đẹp. Đó. Khóa sơn sẽ là khóa bấm đôi, khóa bấm chống gập dây của Longines. Chúng ta vẫn mặt khóa này cũng sẽ được mạ vàng hồng. Qua đờ mặt sau đáy đây thì anh em sẽ được thấy được bộ máy chiếc đồng hồ sử dụng. Bộ máy này là một bộ máy có tên là bộ máy L888.4. Những cái bộ máy L có đuôi đầu là L888 đều là một bộ máy mới của Longines, và các mẫu mới của Longines đều được lắp cái bộ máy này. Anh em cứ để ý mà biết thôi. Chúng ta sẽ có điểm nhận biết dễ nhất, đó là cái củ văng sẽ được làm skeleton và hình logo thương hiệu các đồng hồ cát có cánh, và trên sẽ là ký tự L888. Bộ máy này thì sẽ có hai phiên bản, đó là L888.2 và L888.4. .2 sẽ là một bộ máy thường, còn .4 thì sẽ là có thêm cái đặt chuẩn chronometer. Và thông số của bộ máy này sẽ là 21 chuyên kính, tần số động là 25.200 và thời gian tích cót đó là 60 tiếng anh em nhé. Size số công chữ 4-6 giây một ngày, đó là size số cho phép của hãng. Còn size số trên thực tế khi mà anh em đeo trên tay thì nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều. Thậm chí nó còn có những chiếc với những bộ máy hàng mới như thế này thì size số cộng trừ 3-2 giây là chuyện rất là bình thường. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được dòng chữ record này, mã đáy số seri. Đó. Độ chống nước sẽ là 30m. Và anh em vẫn sẽ có dòng chữ stainless steel GC200. Với những chiếc đồng hồ dây da như thế này thì nó thiên về phong cách công sở, thanh lịch, nên cái độ chống nước của chiếc đồng hồ này nó chỉ là tương đối thôi. Đó, anh em tránh tuyệt đối tắm, bơi, sông hơi. Thứ nhất là dây da thì nó rất kỹ nước. Và thứ hai, đây là một chiếc đồng hồ để anh em đeo sang trọng công sở hàng ngày, nên chúng ta cũng không sử dụng nước làm gì cả. Chiếc đồng hồ này thì em đang giao lưu với anh em, đó là 56 triệu anh em nhé. Hàng mới 100%, nguyên siêu full box, đầy đủ hết phụ kiện, thẻ, thiếc đi kèm. Và các mẫu Longines này thì em đều mua tại Nhật, nên thẻ của chiếc đồng hồ nó sẽ có dấu của đại lý tại bên Nhật. Longines Master, đây chiếc này là 59 triệu, và Longines G-Cord sẽ là 56 triệu. Và bây giờ em sẽ cùng lên tay cho em chiếc thứ ba, một chiếc của thương hiệu Fresque Constant. Đây là một mẫu cực kỳ đẹp với thiết kế mặt số được làm lộ cơ. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có lịch tuần trăng buôn phây, và sẽ có thêm cả ô lịch ngày sẽ được làm xung quanh ở góc bên ngoài cùng như thế này. Hiện tại thì chiếc đồng hồ này nó đang hết cót thì em sẽ lên cho nó vài vòng cót để anh em có thể thấy được cái bộ máy này nó hoạt động. Khi mà em lên được vài vòng cót thôi là bộ máy nó đã hoạt động rồi, đúng không em? Đó. Chúng ta sẽ thấy được cái mặt số này cực kỳ đẹp. Và chúng ta sẽ có đó là một cái đường viền bao quanh cái phần ô lộ cơ này, tạo một cái điểm nhấn cực kỳ tuyệt vời khi mà anh em nhìn vào cái phần mặt số. Em này của em thì sẽ có mã ở đây, cái phần tag này FC335MC4P4 B4. Và chiếc này của em thì sẽ có size là 40mm và độ dày sẽ rơi khoảng tầm 90m anh em nhé. Máy cơ thì đều có độ dày như vậy, tầm 90m. Còn những chiếc nào mà có chức năng phức tạp hơn nữa thì nó có sẽ độ dày cao hơn. Size 40 của FC thì được làm khá là gọn gàng, và các đường led trên cái phần thân vỏ này sẽ được chủ yếu là các đường led bo tròn, lên tạo cái độ đẹp và sang trọng rất là cao. Mặt số thì chúng ta sẽ được trang bị cọc số, sẽ cọc số La Mã để tăng cái vẻ cổ điển, kết hợp với bộ kim được làm kiểu kim mắt ngỗng, và kim chỉ ngày sẽ được làm kiểu sẽ có màu kiểu màu xám, còn kim giờ, kim phút thì sẽ được làm kiểu kim sơn đen. Và ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có đó là lịch tuần trăng moon phase. Lịch tuần trăng moon phase này nó sẽ mô tả lịch chu kỳ trăng của mặt trăng trong một tháng, nên anh em nhìn cái phần mặt trăng này nó có thể anh em có thể áp dụng với lịch âm của mình, tức là khi mà trăng lên đỉnh thì sẽ rơi khoảng 15 âm. Còn khi mà trăng đang nghiêng như thế này thì anh em có thể biết được là hiện tại đang là khoảng tầm 18-19 lịch âm. Rất dễ dàng. Đó. Thật ra thì cái chức năng này nó mang tính trang trí nhiều hơn. Đó. Phần bộ mặt cực kỳ đẹp. Mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Và mặt kính phẳng. FC thì họ làm các chi tiết
của chiếc đồng hồ của họ cũng cực kỳ chi tiết. Chúng ta sẽ có lòng bên trong này, sẽ có đó là các đường vân nổi guloche, cùng bên ngoài các phần cọc số này cũng như là phần ô lề ngải, chúng ta sẽ thấy các đường đánh mặt số hoàn thiện, mặt số cực kỳ đẹp. Còn phần thân vỏ thì anh em sẽ được trang bị một cái phần thân thép 316L, sau đó sẽ được FC mạ vàng hồng 18K lên toàn bộ cái phần thân vỏ này. Với Longines thì sẽ là bọc vàng GC200, còn với FC thì sẽ làm dát vàng, nó dát vàng em nhé. Tại vì khi mà anh em nhìn ở góc bên trong mặt bên trong càng này thì sẽ thấy dòng chữ GP10, tức là Gold Plated 10 mai cờ đông, sẽ được phủ một lớp vàng mỏng lên toàn bộ phần thân vỏ như này. Nên anh em nhìn một chiếc FC nó cực kỳ đẹp và bắt mắt, bởi cái lớp mạ vàng 18K này nó rất bóng và đẹp. Đó là một cái đặc điểm của vàng 18K, sáng, đẹp, có màu vàng hồng. Đó. Và đợi con bên này có xem phần lúm chưa này. Phần lúm này thì anh em sẽ rút ra một lớp này, thì bạn tiến lên sẽ chỉnh lịch ngày, bạn ngược lại sẽ chỉnh lịch moon phase, và rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ, rất dễ dàng thôi. Độ chống nước sẽ là 30m chống nước anh em nhé. 60m, đây 60m 6 ATM. Và ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được bộ máy chiếc này sử dụng, bộ máy FC335. Đây, bộ máy FC335. Bộ máy này thì anh em sẽ có là 26 chân kính, tần số rộng là 28.800 và thời gian tích cót đó là 38 tiếng. Và chức năng của chiếc này sẽ là giờ, phút, giây, lịch ngày và lịch tuần trăng moon phase. Củ văng sẽ được mạ vàng, sau đó sẽ được khắc các thông số trên củ văng, cùng nhau với đó củ văng sẽ được hoàn thiện kiểu vân Jervis Strike cũng như là vân phay xước cực kỳ đẹp. Mặt trong máy có được hoàn thiện cực kỳ tốt, nên anh em nhìn các bộ máy của các hãng lớn có đều có độ hoàn thiện và độ bắt sáng cực kỳ tốt. Đó. Còn ở bên ngoài thì anh em sẽ có dòng chữ là Moon Phase Date 6 ATM, mã đáy số series, kính sapphire, Swiss made, và chúng ta sẽ có là thương hiệu Phase Square Constant. Bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này. Với size 40 của FC thì cũng khá là dễ đeo, cổ tay anh em tầm trên 15 và dưới 17, đeo cực kỳ đẹp anh em nhé. Size 40 đeo rất dễ đeo, cổ tay em cổ tay 16 đây, đeo lên tay rất hợp tay luôn. Chiếc FC này thì em đang giao lưu với anh em là 34.500.000, hàng mới 100%, nguyên CPU full box, khóa sẽ là khóa xiên với logo hình thương hiệu của hãng. Em sẽ để đây và chúng ta sẽ cùng đến với chiếc đồng hồ thứ tư của em ngày hôm nay, là một chiếc có chức năng War Time. Cả hai chiếc này đều có chức năng War Timer. Và nếu anh em có thể thấy hai chiếc này của em có một điểm chung là đã qua sử dụng, tình trạng của nó rất mới và đều có chức năng War Timer. War Timer là một chức năng anh em có thể xem giờ tất cả các nước trên thế giới chỉ trong qua một lần chỉnh. Đó, lát nữa em sẽ hướng dẫn cho anh em. Đó. Chúng ta xem giờ rất dễ dàng thôi. Khi mà anh em ví dụ như anh em ở Hà Nội, tức là mình ở Việt Nam ấy, thì sẽ xem giờ của Bangkok, thì chúng ta sẽ chỉnh cái phần Bangkok này đối diện với cái vạch đỏ ở đây. Sau đó anh em sẽ nhìn vào cái phần kim chỉ giờ đối chiếu với cái vòng 24 giờ ở bên ngoài như đây. Thì như anh em đã thấy thì trước đồng hồ của em hiện tại là đang chỉnh, nó đang chỉ là 14 giờ đây nha anh em nhé, 14 giờ chiều này. Bangkok trên đồng hồ nó đang chỉ là 14 giờ chiều. Ví dụ Bắc Kinh thì sẽ là 15, Tokyo sẽ là 16, Sydney sẽ là 17. Đó, anh em cứ đối chiếu tên thành phố với vạch 24 giờ thì anh em sẽ đối chiếu được các khung giờ trên thế giới cực kỳ dễ dàng mà chỉ qua một lần chỉnh thôi. Đây là một bộ máy War Timer một lớp, thì anh em sẽ chỉ cần bấm cái nút này để chỉnh giờ War Time, để chỉnh các thành phố khác nhau mà không phải rút lúm. Đó là một cái điểm rất là đặc biệt. Em này của em thì sẽ có size là 41mm và độ dày thì nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 9mm một chút thôi. Size 41 mà càng cụp lên anh em cổ tay vừa và to, đeo cực kỳ đẹp anh em nhé. Bộ dây được trang bị sẽ là bộ dây cá sấu màu đen. Bộ dây này còn rất đẹp. Đây anh em thấy, hàng siêu lướt mà. Anh chủ cũ anh ấy đeo rất là ít, tại vì anh ấy đeo sưu tầm là chính. Tại vì những chiếc War Timer này thì hầu như là các anh đeo sưu tầm cho lạ mắt.
Khóa sẽ là khóa bấm chống gập dây của Bông Bờ Lăng. Bông Bờ Lăng là một thương hiệu được đánh giá ngang phân khúc với Omega, nhưng ở Việt Nam mình thì không được chuộng mấy, nên có khả năng là rất ít anh em biết. Còn ở nước ngoài thì họ rất chuộng Bông Bờ Lăng. Ở mặt sau đáy thì anh em sẽ thấy được bộ máy là MB2920. Chúng ta sẽ có 26 chân kính, số rộng là 28.800, và thời gian tích cót đó là tầm khoảng độ tầm 38 tiếng anh em nhé, 38 tiếng. Bộ máy được hoàn thiện cực kỳ tốt với chức năng World Timer. Còn ở bên ngoài thì anh em sẽ thấy được mao đáy số seri này, độ chống nước sẽ 30m, và dòng sản phẩm là Heritage Spirit Bông Bờ Lăng ở đây. Đó. Bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh chiếc đồng này. Với chiếc đồng hồ size 41 thì cổ tay em đeo cũng đẹp luôn. Đó. Nói chung là cổ tay anh em tay 16 thì đeo size nào cũng ok. Đây là một cái cổ tay quốc dân rồi. Anh em cổ tay tầm trên 16 thì đeo rất ok chiếc đồng này anh em nhé. Chiếc này thì em đang giao lưu với em là một chiếc hàng siêu lướt, siêu mới. Em đang giao lưu đó là 75 triệu anh em nhé, 75 triệu cho chiếc Bông Bờ Lăng World Timer. Bây giờ thì em sẽ để đây và cùng trên tay cho em chiếc đồng hồ cuối cùng. Em này vẫn sẽ thuộc dòng Fast Square Constant và sẽ có chức năng World Timer. Cũng giống như chiếc Bông Bờ Lăng này thì ví dụ như mà anh em muốn chỉnh giờ World Time thì chúng ta sẽ phải rút lúm. Còn chiếc Bông Bờ Lăng này thì anh em chỉ cần bấm nút bên cạnh thôi. Đó. Còn chiếc FC thì anh em sẽ phải rút lúm. Và hiện tại em đã chỉnh về giờ Bangkok rồi thì em sẽ rút lúm ra để chỉnh về chuẩn 10 giờ này. Thì như anh em thấy chúng ta sẽ đối chiếu góc 12 giờ. Kim đang chỉ là 10 giờ đêm. Đó, đối chiếu góc 12 giờ nhá. Chúng ta nhìn kim giờ, kim phút này. Sau đó sẽ đối chiếu với cái vòng 24 giờ. Thì hiện tại kim trên mặt số đang chỉ là 22 giờ đêm giờ Bangkok. Hồng Kông sẽ là 23 giờ, Tokyo sẽ là 24 giờ, Sydney sẽ là 20 sẽ là 1 giờ sáng này. Đó, rất dễ dàng thôi, anh em chỉ cần chỉnh một lần duy nhất và sau đó chúng ta sẽ đối chiếu tên thành phố này với vòng 24 giờ là anh em có thể biết được đó là các múi giờ khác trên thế giới đang làm mấy giờ. Rất dễ dàng đúng không anh em? Mặt kính sapphire nguyên khối và thân sẽ được làm bằng thép không gỉ, sau đó mạ vàng hồng 18K tương đương với dát vàng. Đó. Lúm sẽ là lúm hình quả quýt. Đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp của FC, có tên là bộ máy FC718. Bộ máy này thì là một bộ máy in-house do chính FC nghiên cứu và chế tác, thì anh em không phải lăn tăn một vấn đề gì cả. Với hàng đã qua sử dụng thì anh em sẽ để ý nhất là tình trạng của chiếc này. Anh em có thể thấy phần thân này gần như là không có vết xước luôn. Anh chủ cũ anh ấy đeo rất là ít. Đó. Bộ dây sẽ là bộ dây màu lâu đen. Đó, phần màu lâu sẽ chiếm nhiều hơn, và sau đó phần chỉ trắng sẽ được khâu trên toàn bộ bộ dây này. Bộ dây còn rất đẹp và mới anh em nhé. Đó, anh có thể thấy. Tại vì chiếc này của em có mặt số chủ đạo đó là mặt lâu và màu đen, lên bộ dây cũng sẽ được kết hợp đó là màu lâu. Thân vỏ vàng hồng, gần như là chiếc này nó tông xoẹt tông với màu lâu rồi, nên anh em cổ tay đeo cực kỳ đẹp chiếc này. Size 42, em này của em sẽ có size 42. Và phần càng này được làm khá là dài, nên anh em cổ tay phải tầm trên 16 mới có thể đeo chiếc này. Nói chung là tầm 16.5 thì đeo chiếc này nó mới đẹp được. Còn anh em tay 16 đeo cố thì vẫn ok. Còn đây là mặt sau đây. Mặt sau thì anh em sẽ thấy được bộ máy chiếc này sử dụng. Bộ máy FC718. Bộ máy này là một bộ máy do chính FC nghiên cứu và chế tác. Thì anh em sẽ thấy được bộ máy này nó khác biệt hoàn toàn so với bộ máy khác. Chúng ta sẽ có dòng chữ Fast Square Constant và slogan của hãng là Manufacture. Chúng ta sẽ có bộ máy được hoàn thiện cực kỳ tốt với các đường vân xoáy tròn này. Cùng với đó sẽ điểm nhấn trên bộ máy sẽ là các con ốc được lung xanh. Vành Balan Wheel được chế tác cực kỳ đẹp. Đó, bộ máy đây 26 chân kính, tần số rộng là 28.800 và thời gian tích cót đó là 42 tiếng anh em nhé. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được các thông số như là Swiss Made này, Fast Square Constant, ma đáy, độ chống nước dòng sản phẩm này, Manufacture World Timer, kính sapphire, số seri ở đây, độ chống nước sẽ là 50m. Bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này. Khi mà lên tay thì anh em có thể thấy được cổ tay 16 đây, đeo size 42 của dòng World Timer này thì nó hơi to một chút, nhưng mà đeo thì vẫn ok. Đeo cố thì vẫn ok. Chiếc
Chiếc này thì em đang giao lưu với em là 55 triệu anh em nhé. Hàng siêu lướt, siêu mới, full box, đầy đủ hết mọi thứ đi kèm. Ok thì em sẽ để đây và xin phép báo giá lại cho anh em cả 5 mẫu này. Chiếc đầu tiên là chiếc Longines Master Connection hàng mới 59 triệu. Longines Record size 38.5 56 triệu hàng mới. Và FC Moonface hàng mới 34.500. Còn chiếc Montblanc Waterhammer siêu lướt, siêu mới size 41mm em giao lưu là 75 triệu. Và chiếc FC Waterhammer siêu lướt thì em giao lưu đó là 55 triệu. Cả 5 chiếc này thì em đang sẵn tài lộ, anh em có thể qua lên tay trực tiếp tại shop em, hoặc anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội thì có thể cọc trước cho em một chút, sau đó em sẽ ship đồng hồ đến để anh em có thể kiểm tra hàng cũng như là xem mẫu thử lên tay thoải mái, và tất cả mọi thứ ok thì mới nhận và thanh toán lốt với người ship. Bên em bảo hành cho hàng mới sẽ là 25 và bảo hành hàng lướt sẽ là 15, và cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Nếu mà lỗi nhà sản xuất trong vòng 7 ngày em sẵn sàng em hoàn tiền và đổi anh em một chiếc mới để anh em có thể yên tâm sử dụng, đó luôn là chính sách của bên em. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là khi mà anh em mua hàng tại bên em thì trong một năm đầu tiên em sẵn sàng em bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu trong vòng một năm đó. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình, số điện thoại ở bên trên thì em có đăng ký cả Facebook cả Zalo. Facebook, Zalo đều tên là Đỗ Viết Tú. Anh em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua kênh nào cũng được. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và gặp lại anh em.